Theo thống kê Việt Nam, trai miền Tây luôn là nhất. Dẫu vẫn còn nhà quê, nhưng đẹp trai thì thôi khỏi chê. Miền Trung ra tới miền Bắc, ai cũng hùa nhau vô Nam tìm chồng. Làm tụng gian nắng da đen, nhưng khi yêu rất ư thiệt lòng. Nghe nói trai miền Tây khi nhau say xong về ngủ, dối dáng và siêng năng nên sẽ không ngại chi khó khăn. Đặc biệt yêu thiệt là dai, khi yêu ai sẽ yêu một đời. Vậy nên anh cứ yên tâm, em yêu anh nói không hai lời. Nhiều người thành phố cười chê, con trai quê sẽ không nhiều tiền. Vậy thôi em cứ về đây đi, vô nhà anh em sẽ biệt liền. Thật lòng anh có gì đâu, do độc thân nên nhà toàn nuôi gấu. Nhà lầu anh có một căn, khu chung cư ở ngay mặt tiền. Ồn ào anh thấy phiền cho nên anh về quê không khí trong lành. Bởi vì anh ở miền